các bạn đã thấy cái lớp học nào như thế này chưa? Thầy giáo ở trên bảng đang tập trung giảng bài còn học sinh ngồi bên dưới lại lôi AK ra cho ông thầy lên bảng đêm số. Thực ra nhiệm vụ của các học sinh là ám sát thầy giáo chứ không phải hậu quả của việc chơi lửa chùa hơn 180 phút. Những khẩu súng hoàn toàn vô hại với con người, nhưng đạn lại được chính phủ đặc chế để tiêu diệt sinh vật màu vàng này. Câu chuyện bắt đầu từ vài tháng trước một con quái vật xúc tu đã phá hủy mặt trăng. Quái vật còn nói rằng trong vòng một năm nếu không ai giết được mình thì nó sẽ hủy diệt trái đất. Sau đó quái vật đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp E, nhiệm vụ của các học sinh là ám sát thầy giáo để cứu thế giới. Tên của con quái vật là Koro, người nào có thể thành công ám sát Koro Sensi sẽ nhận được phần thưởng 10 tỷ yên. Koro Sensi là một thầy giáo có tâm, dù học sinh đang cầm dao muốn xin mình thì thầy vẫn giảng bài một cách tận tình. Đây là nam chính Najisa, tôi mà không nói chắc không ai biết đây là con trai đâu nhỉ. Thanh niên đầu gấu của lớp Ryoma đã rủ Nagisa lên kế hoạch ám sát Koro Sensi và còn đưa cho cậu một cái túi vải. Giờ học bắt đầu, Koro Sensi phải lên lớp giảng bài. Nagisa bước tới bàn giáo viên để nộp bài tập về nhà không ngờ đằng sau quyển vở lại che giấu một con dao sắc nhọn. Dù Nagisa đã ra tay bất ngờ nhưng vẫn thất bại, tuy nhiên kế hoạch thực sự lại chính là quả lựu đạn đang đeo trên cổ của cậu. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn thất bại vì Koro Sensi quá ao trình. Khả năng mạnh nhất của Sensi là tốc độ siêu phàm nhanh gấp 20 lần tốc độ di chuyển của âm thanh trong không khí. Ngoài ra tốc độ cũng tạo lợi thế về phản xạ. Nhận thức cảm giác của Koro Sensi là tối thượng có thể phát hiện những thay đổi nhỏ nhất về nhiệt độ âm thanh, ánh sáng và mùi hương. Điều này đã biến Sensi trở nên bất khả chiến bại. Sensi khen Najiza đã giữ bình tĩnh rất tốt trong lúc ám sát đồng thời cũng phê bình ba thằng đầu gấu vì hành động gây nguy hiểm cho người khác. Quan điểm giáo dục của Koro Sensi là tôn trọng mong muốn của học sinh, thay vì cô áp đặt hãy theo dõi và ủng hộ học sinh bất kể các em cầm dao muốn xiên thầy giáo nhân lúc cô Sensi đang ngồi ngoài trời đọc báo một thanh niên đã ám sát Sensi bằng quả bóng chày nhưng không thành công Sensi đã sử dụng tốc độ siêu thanh của mình chạy tới nhà kho lấy găng tay bóng chày sau đó mới quay trở lại để bắt bóng cảm giác của cô Sensi cực kỳ chính xác cho dù là những hành động nhỏ nhất cũng không qua mắt được ông thầy việc này khiến cho nhiệm vụ ám sát thầy giáo của các học sinh lớp E gần như bất khả thi sau khi surino ám sát thất bại koro Sensi đã ngồi xuống tâm sự với cậu ta và khen ngợi kỹ năng ném bóng của cậu rất tốt senki bắt đầu kiểm tra cơ thể surino và phát hiện tư thế ném bóng của cậu giống hệt với một tuyển thủ bóng chày nổi tiếng thế giới arita sở dĩ koro Sensi có thể biết được chuyện này là vì ngày hôm qua ông thầy đã bay sang tận mỹ chỉ để kiểm tra arita sensei nói rằng cổ tay của surino linh hoạt hơn arita không nhất thiết phải bắt chước người khác vì mỗi người có một năng lực khác nhau, hãy chọn một cách ám sát giáo viên phù hợp với bản thân mình. Koro sensei quả đúng là một thầy giáo có tâm với nghề, vì vậy nên sensei rất được các học sinh trong lớp yêu quý. Vì mục tiêu ám sát ông thầy Naziza đã sử dụng một cuốn sổ tay để chép lại những điểm yếu lớn nhất của Koro sensei Nhà trường giám sát động tĩnh của Koro sensei và phát hiện ông thầy này thật sự đang hướng dẫn kỹ năng và hỗ trợ học sinh rất tốt. Điều mà bọn họ không hiểu là vì sao một sinh vật mạnh mẽ như Kuro Sensi lại đến lớp E có thành tích thấp nhất để dạy học. Trong chuyện này nhất định phải có bí ẩn nào đó. Một ngày bình thường của lớp E sau những giờ học mệt mỏi, học sinh sẽ giải trí bằng trò cầm phóng luận xiên thầy giáo. Mọi người phát hiện điểm yếu của Senji là dễ bị hoảng loạn, các em làm thầy sự quá nên phải tăng gấp đôi bài tập về nhà thôi. Nhận thấy nhiệm vụ ám sát thầy giáo của học sinh lớp E không có tiến triển nên nhà trường đã quyết định giao nó cho một người khác. Trong giờ học thể chất thay vì tập thể dục như bình thường thì các học sinh lớp E lại phải huấn luyện thực chiến với dao găm. Nhưng rất nhanh Koro Sensi đã phải ra trường gà chơi vì hôm nay Karasuma Sensi mới là thầy giáo dạy môn thể chất. Karasuma là người của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, anh ta có những skill né đòn cực kỳ mượt mà. Bắt đầu từ bây giờ trong tiết học thể chất Karasuma sẽ dạy cho học sinh lớp E cách sử dụng dao và súng để tăng khả năng ám sát thành công. Lúc này một nam sinh đột nhiên xuất hiện trong giờ học của mọi người. Cậu ta là bạn học cũ của Nagisa tên là Kama. Kama tiến lên muốn bắt tay làm quen với Kuro nhưng không ngờ trong bàn tay của cậu ta lại cất giấu một con dao để ám sát thầy giáo. Đây là lần đầu tiên Kuro bị một học sinh đe dọa. Ông thầy rất cay cú vì theo luật thì không thể làm hại học sinh. Kama là chuyên gia sử dụng vũ khí và chơi xấu. Vì tính cách bạo lực máu chó của mình nên cậu ta thường xuyên bị đình chỉ học. Lần này nhà trường đã quyết định chuyển Kama vào lớp E. Trong giờ học Kama lại lấy kem ra ăn, hơn nữa đây còn là cây kem mà cậu ta đã lấy trộm ở trong phòng của Koro Sensi. Kama còn bôi kem lên người của Sensi và tuyên bố cậu chỉ xem Sensi là một con quái vật chứ không phải một người thời giáo. Kama có tài nắm bắt tình hình và khả năng thao túng tâm lý rất tốt nhưng cậu ta lại thích dùng nó để đi gây sự với người khác. Mấy tên lớp A chỉ có thể bắt nạt những học sinh hiền lành như Nazisa, còn một khi đã gặp phải thanh niên hùng chó máu liều nhiều hơn máu não thì cũng phải ré ngay lập tức. Lần này Kama quyết định sẽ tự tay tiến Koro Sensi đi gặp ông bà. Ngày hôm sau xác của một con bạch tuộc đã bị ghim lên chỗ ngồi của Koro Sensei. Đây chính là hành động khiêu khích của Kama. Nào ngờ Sensei cũng không nói gì mà chỉ dùng con bạch tuộc đó chế biến thành món bánh nướng nhân bạch tuộc cho Kama làm đồ ăn sáng. Kama định rút hàng nóng ra để chơi Sensei nhưng vẫn không thành công. Sau đó ông thầy còn sơn móng tay cho thanh niên. May là Koro Sensei chỉ biết sơn móng tay thôi chứ thầy mà biết sơn súng nữa thì còn cái nịch. Lúc này Kama mới nhận ra kèo này hơi khoai koro Senshi bá đạo như vậy muốn hút được thầy cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Kama bất ngờ hỏi Senshi với tư cách là một giáo viên thì thầy có dám mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ học sinh không. Nói xong Kama đột nhiên gieo mình xuống vực thẳm. Kama không tin tưởng vào giáo viên vì cậu đã phải chịu đối xử bất công khi bọn họ chỉ coi trọng thứ hạng và điểm số, nhưng koro Senshi lại không phải là một con người như vậy, trong giây phút nguy hiểm Senshi vẫn luôn cố gắng bảo vệ học sinh hết mình. Lựa chọn để học sinh chết không hề tồn tại trong đầu của Koro-sensei điều này khiến cho Kama có chút cảm động. Tuy nhiên sau đó thanh niên này vẫn nhảy ví tiền của ông thầy ảo thật đấy. Ngày hôm sau, Koro Sensi đi siêu thị mua đồ đã tình cờ giải cứu một cô gái xinh đẹp khỏi tay của bọn đầu gấu đường phố. Cô gái đó tên là Irina. Trùng hợp Irina lại chính là giáo viên dạy môn ngoại ngữ của lớp E. Najisa chợt phát hiện Koro Sensi đang nhìn xuống dưới. Hóa ra Sensi còn có điểm yếu là thích ngắm vế của gái xinh. Thế nhưng Irina vốn không phải là một giáo viên dạy ngoại ngữ, thân phận thật sự của cô ta chính là một nữ sát thủ chuyên nghiệp. Irina được chính phủ Nhật Bản thuê với mục đích tiêu diệt Koro Sensi. Trong mắt mục tiêu, Irina luôn đóng vai một cô gái ngoan hiền. Chỉ đến khi Koro Sensi rời khỏi thì cô ta mới bộc lộ ra bản chất nữ sát thủ của mình với các học sinh lớp E. Khi thấy được Najisa, Irina lập tức đi tới trao cho cậu một nụ hôn trước ánh mắt ghen tị của mấy tên FA còn ăn cơm chó. Irina nghe nói Nagisa đang ghi chép những điểm yếu của Kuro nên cô ta đã bí mật đi tìm Nagisa để thu thập thông tin. Irina chỉ quan tâm tới kế hoạch ám sát mục tiêu còn việc dạy học lại không để ý chút nào khiến các học sinh rất bất mãn. Đến giờ ra chơi Irina đã rủ Kuro Sensei vào nhà kho trường học chỉ có hai người với nhau để liếu lều. Sau khi vào trong nhà kho, Irina bắt đầu cởi quần áo của mình để đóng phim anh thầy giáo may mắn và em đồng nghiệp đảm đang. Nhưng Kuro Sensei còn chưa kịp hút thì đã bị sấy bởi súng máy sóng nòng. Tuy nhiên kế hoạch ám sát lại thất bại vì loại súng này sử dụng đạn thật. Hơn nữa vì có được hữu giác siêu nhạy bén nên Senji đã sớm nhận ra mùi máy móc kim loại bên trong nhà kho. Nữ sát thủ xinh đẹp ý đồ ám sát thời giá bạch tục nguy hiểm nhất trái đất và cái kết là bị bắt đánh vần ở trong nhà kho. Thực ra Senji chỉ mát ra mặt cho em sát thủ thôi mọi người đừng hiểu lầm gấu giảm không có linh đâu. Sau khi nhiệm vụ ám sát thất bại, Irina lại tiếp tục lên ý tưởng về kế hoạch mới cùng hợp tác với học sinh của lớp E nhưng lâu nay irina toàn thái độ lồi lõm với mọi người nên bọn họ đã quyết định sẽ không nghe theo yêu cầu nào của cô ta dù koro sensi không đứng lớp nhưng vẫn luôn hoàn thành công việc của mình để tiến độ học tập của các học sinh không bị chậm trái ngược với sensi thì irina lại chẳng làm được việc gì từ sau khi koro sensi làm chủ nhiệm lớp e thì tính tự giác của mọi người đã cao hơn rất nhiều và điểm số cũng nâng lên từng ngày nhận ra điều này nên irina đã bắt đầu vận dụng kiến thức về ngoại ngữ của mình để tập trung vào công việc dạy học cho lớp e một xuất thủ chuyên nghiệp cần phải có kỹ năng giao tiếp nên từ bây giờ irina sẽ hướng dẫn mọi người cách xã giao cơ bản quả nhiên sự thay đổi của irina đã được các học sinh ủng hộ lớp e đã quyết định gọi cô ấy bằng một cái tên khác nghe thân quen hơn là bitsensi từ đó bitsensi đã trở thành biệt danh của irina ngày hôm sau lớp e bắt đầu với tiết học thí nghiệm môn hóa mọi người sẽ khởi động ngày mới bằng việc ám sát thầy giáo nhân tiện tập thể dục buổi sáng một nữ sinh tên là manami đã pha chế thuốc độc mới và shinkoro sensi hãy uống thử nó để đánh giá là một người giáo viên nên Sensi không thể từ chối. Tuy nhiên thuốc độc hóa học cũng không mạnh lắm chỉ có thể làm Sensi biến hình thôi chứ chưa làm thầy oảng được. Mặc dù ám sát thất bại nhưng Kuro Sensi vẫn động viên Manami hãy cố gắng lên lần sau nhất định em sẽ tiêu diệt được thầy. Sensi nhận thấy kỹ năng điều chế các chất hóa học của Manami rất tốt nhưng cô lại không biết cách bộc lộ cảm xúc và ngại giao tiếp với người khác. Vậy nên Kuro Sensi đã giúp Manami kết bạn với mọi người. Kỹ năng giao tiếp đối với một sát thủ rất quan trọng. Để thâu tóm mục tiêu sát thủ phải hiểu rõ cảm xúc của người đó và giao tiếp với đối phương một cách cởi mở. Nếu Manami học được những điều đó thì cô ấy sẽ có thể đầu độc bất kỳ ai. Lúc này lớp A lại kiếm chuyện bắt nạt lớp E. Học sinh trong trường đã quá quen với cảnh này nhưng không hiểu sao gần đây các học sinh lớp E lại mang đến một cảm giác đáng sợ. Nhà trường đã nhận ra sự thay đổi đó chắc hẳn phải đến từ Koro Người đàn ông này là chủ tịch của học viện Asano, gặp được chủ tịch Sensi lại lộ ra thêm một điểm yếu là nịnh nọt cấp trên. Chủ tịch Asano nói rằng điều mà ông ta muốn là lớp E phải giữ nguyên tình trạng vốn có trước khi Koro sensei xuất hiện. Trong một tập thể sẽ luôn có 20% lười biếng, 20% sinh năng và 60% làm việc trung bình. Chủ tịch muốn giảm con số lười biếng xuống chỉ còn 5% và tăng con số chăm chỉ lên 95%. Nói ngắn gọn ông ta dự định sẽ bỏ rơi lớp E luôn có thành tích xếp hạng thấp nhất để tập trung bồi dưỡng các lớp còn lại. Tuy nhiên Koro sensei lại không đồng ý với phương pháp giáo dục của chủ tịch. Một người thầy giáo chân chính sẽ không bao giờ bỏ rơi học sinh của mình cho dù bọn họ lúc nào cũng muốn ám sát ông thầy. Cả trường muốn dìm lớp E xuống đáy xã hội nhưng xin lỗi lớp chúng tôi từ dưới đáy xã hội mà đi lên. Kể từ bây giờ Koro sẽ bắt tay vào luyện thi cho lớp E khiến tất cả học sinh phải đạt điểm số nằm trong top 50 của trường. Tuyệt đối không thể chịu thua chủ tịch Asano. Cuộc thi cũng giống như một cuộc chiến, nếu mọi người không cẩn thận thì sẽ bị con quái vật kiến thức khổng lồ nuốt chửng. Corosensi đã dạy cho lớp E cách để chống chọi với nguy hiểm trong mọi tình huống. Khi gặp nguy hiểm vẫn có thể tự vệ dễ dàng. Quả nhiên một khi mọi người đã lấy lại bình tĩnh thì con quái vật cũng dần lộ ra điểm yếu rất nhanh đã bị học sinh lớp E đánh bại. Nhưng mọi người lại không biết chủ tịch Asano đã âm thầm chơi bẩn. Ông ta bí mật thay đổi đề thi bình thường thành đề nâng cao. Trước đó chủ tịch còn đích thân giảng dạy kiến thức mở rộng cho các học sinh lớp khác, duy chỉ có lớp E là không được học. Dù điểm số và thứ hạng của mọi người trong lớp rất thấp, nhưng ít ra điểm của Kama vẫn cao và lọt top 50 của trường. Koro sensei cảm thấy cực kỳ cay cú vì bị chủ tịch chơi bẩn nên sensei đã quyết định trả thù ông ta trong kỳ thi cuối kỳ. Trước khi bắt đầu một học kỳ mới, Koro sensei đã tổ chức một chuyến đi dã ngoại cùng với học sinh lớp để, để cho mọi người xả hơi. Chính phủ Nhật Bản khi biết được việc này liền dùng tiền thuê sát thủ đẳng cấp thế giới để ám sát Koro sensei trong chuyến du lịch trước khi khởi hành koro sensi còn chuẩn bị cho các học sinh mỗi người một quyển sách hướng dẫn dã ngoại siêu dày ngày hôm sau tất cả mọi người cùng lên một chuyến tàu koro sensi vì mải mua bánh ăn nên bị muộn tàu cuối cùng chỉ có thể bám ở bên ngoài thân tàu đến hết chuyến đi lúc này có một vài nữ sinh lớp e đã bị rơi vào tầm ngắm của nhóm nam sinh cá biệt ở địa phương sau khi đến nơi nazisa mới phát hiện ra koro sensi còn có một điểm yếu là rất dễ bị say tàu xe học sinh lớp e bắt đầu chia nhau ra để đi tham quan khắp nơi nhưng khi đến một con ngõ nhỏ nhóm người Najisa đã bị chặn lại bởi đám nam sinh cá biệt từng có mặt ở trên chuyến tàu kama nhanh chóng đánh bại một tên trong số chúng nhưng bọn chúng lại sử dụng thủ đoạn bắt cóc nữ sinh làm con tin mọi người đều bị đám côn đồ đánh bất tỉnh đến khi bọn họ tỉnh lại thì phát hiện có hai nữ sinh lớp e đã bị mất tích lúc này hai nữ sinh đã bị đám côn đồ mang đến một nhà kho gần đó bọn chúng muốn chụp ảnh hai cô gái để tống tiền thế nhưng đám côn đồ còn chưa kịp làm gì thì căn cứ của bọn chúng đã bị Najisa tìm được Tất cả đều là nhờ có cuốn cẩm nang dã ngoại của Koro Sensei đã hướng dẫn đầy đủ cần phải làm gì khi có thành viên trong nhóm bị bắt cóc. Sách gì mà bá đạo vậy mấy ba? Rất nhanh Koro Sensei cũng tìm đến căn cứ của đám côn đồ, ông thầy còn tiện tay xử lý mấy tên ở bên ngoài. Đám côn đồ định sử dụng chiến thuật số đông để úp sọt hội đồng Koro Sensei nhưng bọn chúng lại hoàn toàn không biết rằng đối thủ trước mặt chính là sinh vật mạnh mẽ nhất trái đất. Các thanh niên đã bốc đất ăn vã chỉ sau vài đường múa cơ bản của thầy cuối cùng còn bị Nazisa và đồng bọn bồi thêm trong một đập chí mạng bằng cuốn cẩm nang hướng dẫn dã ngoại. Mấy anh côn đầu quá đen gặp ngay phải lớp học sát thủ. Ngày hôm sau một sát thủ đã được thuê để ám sát Kuro -Senshi. anh ta chính là xã thủ mắt đỏ với khả năng bách phát bách chúng. Nhân lúc tàu chở mọi người đi ngang qua vách núi, thanh niên Eosu ngồi xuống dặn chiêu hai bắn Kuro nhưng đã bị ông thầy BAT được viên đạn chỉ bằng một mẩu giấy. Khi biết mục tiêu của mình là một con quái vật phi nhân loại anh ta càng cảm thấy hứng thú. Lần này sát thủ quyết định đứng ở vị trí cao để ngắm bắn Koro Sensi. Nhưng với tốc độ di chuyển nhanh hơn vận tốc âm thanh gấp 20 lần thì có cái nịt mà đòi bắn chúng được thầy. Thấy được mục tiêu ngừng di chuyển đang đứng nói chuyện với các học sinh. Sát thủ nhân cơ hội lập tức nổ súng nhưng kết quả viên đạn lại bị chặn bởi một tấm giấy thấm dầu. Ông thầy bá đạo thế này thì bố sát thủ cũng không bắn được. Anh sát thủ liền gọi điện thông báo với cấp trên hủy hợp đồng. Thanh niên El núp bụi chưa kịp biến về thì đã bị sát thủ tim bạn bắt lẻ sau đó hai người đã vào một quán lẩu để tâm sự. Koro Sensi còn có một điểm yếu nữa là không thể ăn đồ nóng. Sensi cảm ơn anh sát thủ vì đã ám sát mình bởi điều này sẽ giúp các học sinh lớp Ethics tích lũy kinh nghiệm ám sát người khác. Buổi tối các học sinh bày trò trộm quần áo của Koro Sensi để xem bên trong quần áo là cơ thể con người hay là xúc tu bạch tuộc. Tuy nhiên Koro Sensi quá tỉnh trong lúc tắm vẫn không sợ bị lộ hàng, dễ gì đòi ăn được của thầy các em còn non và xanh lắm. Ngày hôm nay lớp học ám sát lại chào đón một nữ sinh mới tên là Jisoo. Tuy nhiên Jisoo lại không phải là một học sinh bình thường như mọi người mà cô ấy chính là một cỗ máy nhân tạo với tên gọi pháo binh cố định tự điều khiển. Jisoo có khả năng tự động nâng cấp vũ khí và chương trình sau mỗi lần nhận ra cách phòng thủ của mục tiêu. Cô ấy là một trong số ít người có thể làm cô bị thương. Sau khi tấn công thất bại, Jisoo lại tiếp tục nâng cấp vũ khí, loại đạn mà cô ấy sử dụng là công nghệ tiên tiến nhất của quân đội. Nhưng vì đang là giờ học của cả lớp nên rất nhanh Jisoo đã bị mọi người dùng băng dính vô hiệu hóa không thể kích hoạt vũ khí. Cô Rosensi nhận ra mặc dù Jisoo sở hữu những vũ khí rất hiện đại nhưng cô ấy lại không biết cách để kết bạn với mọi người. Vậy nên Sensi đã cài đặt một chương trình mới cho Jisoo, một trình giả lập có thể giúp cô thu thập thông tin của tất cả mọi người. Điều này sẽ khiến khả năng của Jisoo được tăng lên cũng như dễ dàng phối hợp với mọi người trong những lần ám sát tiếp theo. Từ một cái màn hình bé tí, Jisoo đã được nâng cấp thành màn hình độ phân giải 8K không che. Giờ đây cô ấy đã học được cách bộc lộ cảm xúc của mình chứ không còn là một cỗ máy nhân tạo nữa. Nhờ có sự nâng cấp của Kurosenji mà Jisoo đã nhận được sự chào đón của tất cả học sinh lớp E. Các nhà khoa học nghĩ rằng bản nâng cấp mới không có lợi cho việc ám sát nên họ đã khôi phục Jisoo trở về trạng thái ban đầu. Bọn họ muốn Jisoo phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân và tất cả những gì mà cô cần làm chỉ là tập trung vào việc ám sát. Thế nhưng trước khi bị xóa Jisoo đã kịp giấu phần mềm của Koro Sensi vào trong bộ nhớ bí mật nên cô ấy vẫn giữ được ý thức và trí nhớ của mình. Từ khi nhiệm vụ ám sát của Irina gặp thất bại thảm hại chính phủ đã quyết định thuê sát thủ mới để tiêu diệt Koro Sensi. Người được chọn là một sát thủ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu nhiều năm, trùng hợp ông ta lại chính là sư phụ của Irina. Ông ta yêu cầu Irina nhanh chóng rời khỏi ngôi trường này vì cô không có đủ khả năng để ám sát Koro Sensi. Sensi lập tức đứng ra hòa giải hai thầy trò. Sensei đề xuất Irina và sư phụ nên tổ chức một cuộc tranh tài xem ai là sát thủ giỏi hơn. Luật chơi rất đơn giản, nếu ai giết được Karasuma trước thì người đó sẽ giành chiến thắng. Sát thủ sư phụ lựa chọn ám sát Karasuma trong phòng làm việc nhưng không thành công vì kỹ năng cận chiến của anh ấy cũng rất ra gì và này nọ. Tay của sát thủ sư phụ đã bị thương sau màn trao đổi chiêu thức nên ông ta sẽ không thể ám sát mục tiêu nữa. Irina thì chọn cách gặp mặt trực tiếp đối tượng. Kurosensei tin tưởng Irina nhất định sẽ thành công vì thời gian gần đây cô ấy đã thay đổi bản thân và cố gắng rất nhiều. Quả nhiên trong lúc không chú ý, Karasuma đã mắc bẫy của Irina, cô đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ mạnh hơn mình. Sau cùng sư phụ cũng phải công nhận tài năng của Irina, một người phụ nữ luôn phấn đấu vì mục tiêu và đương đầu với thử thách. Hôm nay trời mưa làm cho điểm yếu dễ bị thấm nước của Kurosensei lộ ra. Khi cả lớp đang nói về chuyện một học sinh mới được xếp vào lớp E thì bức tường phía sau căn phòng đã bị một người phá nát. Thanh niên này là học sinh chuyển trường Aitona. Kama nhanh chóng nhận ra mặc dù bên ngoài trời đang mưa rất to nhưng trên người của Aitona lại không hề bị ướt một chút nào. Lúc này thân phận thật sự của cậu ta mới được tiết lộ, Aitona chính là anh em cùng cha khác ông nội với Koro Sensi. Mọi người lại cứ tưởng Sensi là quái vật nên không có anh em. Aitona cũng có sở thích ăn đồ ngô giống anh trai của mình nên cậu đã mang theo một đống bánh kẹo đến trường. Đến giờ ra chơi Aitona đã gạ kiểu đấm nhau với Koro Sensei mục tiêu của cậu ta là đánh bại anh trai mình. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Sensi đã bị Aitona chém đứt một cánh tay, hóa ra Aitona cũng có khả năng điều khiển mái tóc của mình như xúc tu bạch tuộc. Hộ vệ của Aitona còn chơi bẩn liên tục tạo áp lực lên Koro Sensi khiến cho ông thầy không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Những điểm yếu của Koro Sensi như cơ thể rất yếu ớt sau khi phục hồi cũng bị kẻ này nắm rõ trong lòng bàn tay. Koro Sensi không ngừng bị thương, chiến đấu trong một hoàn cảnh cực kỳ bất lợi khiến cho Sensi nhanh chóng kiệt sức. Ông thầy phải công nhận đây là lần đầu có người làm khó được mình đến vậy, tuy nhiên trình độ của mấy chú còn non và xanh lắm. Sau đó Kurosenji đã lợi dụng con dao được chính phủ Nhật Bản đặc chế để lật kèo đối thủ. Bởi vì hai người là anh em nên điểm yếu của Kurosenji cũng là điểm yếu của Aitona. Trong lòng Aitona không phục còn muốn sông lên tiếp tục chiến đấu với anh mình nhưng đã bị tên hộ vệ bắn hạ. Trước khi rời đi hắn ta nói rằng sau một tháng nữa Aitona nhất định sẽ quay trở lại và tiêu diệt Kurosenji. Thanh niên này tên là Shin do đội trưởng đội bóng chày của trường Hắn ta và đồng bọn luôn coi thường và chế giễu Surino khi biết cậu bị loại khỏi đội bóng và xếp vào lớp E. Chủ tịch vì muốn chèn ép lớp E nên ông ta đã bắt mọi người phải tham gia một trận bóng giao hữu với đội tuyển của trường. Đây là cơ hội để Surino trả thù những kẻ đã khinh thường mình nên bằng mọi giá cậu ấy cũng phải giành chiến thắng. Một tuần sau trận đấu giữa đội bóng nghiệp dư lớp E và đội tuyển bóng chày của trường chính thức được bắt đầu. Corosensi đã ngụy trang thành một quả bóng để quan sát học sinh của mình. Mọi người đều cho rằng đội tuyển của trường sẽ thắng trận này vì họ là một đội bóng được huấn luyện bài bản. Tuy nhiên bọn họ lại không biết rằng trong thời gian một tuần lớp E đã chăm chỉ luyện tập bóng chảy với Koro Sensi. Hơn nữa Sensi còn bắt trước tư thế ném bóng của đội trưởng team bạn và kết quả là khi thi đấu tên đội trưởng đã bị lớp E bắt bài. Đội trưởng cảm thấy một áp lực cực lớn đang nhắm vào mình, cho dù anh ta có ném bóng nhanh cỡ nào cũng vẫn bị đối phương đánh trúng. Thủ tịch cảm thấy tình hình không ổn nên quyết định vào sân tạm thời thay thế vị trí của huấn luyện viên trưởng. Sau khi được chủ tịch đích thân cổ động, thì tinh thần và ý chí chiến đấu của đội tuyển bóng chày đã được nâng cao chưa từng có. Ông ta dùng nỗi sợ để thao túng tâm lý người khác. Đội tuyển bóng chày không muốn trở thành kẻ thu cuộc nên phải thi đấu hết mình. Lúc này thế trận đã bắt đầu thay đổi dần nghiêng về phía đội tuyển. Không thể phủ nhận khả năng lãnh đạo của chủ tịch, nhưng việc lợi dụng học sinh của mình và xem bọn họ trở thành công cụ để giành chiến thắng là một việc làm không chấp nhận được. Điểm số của lớp E ngày càng hạ thấp, trong khi đó các thành viên của đội tuyển lại chơi bóng với 200% sức mạnh. Bọn họ chiến đấu điên cuồng như một đám thú dữ ngay cả Ma Gaming cũng không thể nào mà cản bước nổi. Ở giây phút quyết định Kama đã nghĩ ra cách thay đổi vị trí cản bóng. Quả nhiên hành động này đã làm cho đội trưởng team bạn không thể phản ứng kịp thời. Cuối cùng Surino tung ra một cú ném chí mạng đánh bại đội trưởng giúp lớp E giành chiến thắng trước đội tuyển của trường. Theo thời khóa biểu lớp E lại tiếp tục môn học cận chiến với giáo viên thể dục Karasuma, tất cả học sinh đều có sự tiến bộ rõ rệt nhưng chỉ duy nhất một người mới có thể làm cho karasuma cảm nhận được sự nguy hiểm đó chính là nazisa hôm nay nhà trường thông báo bổ nhiệm một giáo viên thể dục mới tên là akira đến từ lực lượng đặc biệt của bộ quốc phòng nhật bản trong ngày đầu tiên đi làm akira đã mua bánh ngọt mời tất cả học sinh trong lớp cùng ăn và nhận được thiện cảm của mọi người tuy nhiên hành động này ở trong mắt karasuma lại cực kỳ đáng ngờ karasuma tìm hiểu thông tin của akira thì mới phát hiện trong quá khứ hắn đã từng là một huấn luyện viên có khuynh hướng bạo lực những học sinh nào dám phản đối phương pháp giáo dục tàn bạo của Akira đều sẽ bị hắn ta đánh đập một cách tàn nhẫn. Cho dù đối phương là nữ sinh thì hắn cũng sẽ không nương tay. Ngay cả Koro Sensi cũng không thể làm gì Akira bởi vì theo luật thì Sensi không thể gây nguy hại đến đồng nghiệp của mình. Akira nghĩ rằng chỉ cần hắn có thể huấn luyện các học sinh ám sát thành công Koro Sensi thì hắn sẽ trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Vì vậy, Akira đã tự ý quyết định để cho học sinh lớp E sử dụng dao thật trong môn học thực chiến chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thì con người mới có thể mạnh lên. Akira sẽ thách đấu với một học sinh bất kỳ của lớp E để chứng minh phương pháp giáo dục của hắn ta là đúng. Người được chọn không ai khác chính là Nasaji. Akira nhận thấy đối thủ của mình là một học sinh trung học bình thường nên hắn ta rất tự tin vào bản thân và không hề phòng bị một chút nào. Kết quả chỉ vì qua khinh địch mà tên thầy giáo thể dục đã bị Nagisa áp sát kề dao vào cổ tí nữa thì oằng. Nagisa có thể giành chiến thắng là nhờ vào tài năng ám sát thiên bẩm và khả năng che giấu sát khí của bản thân một cách hoàn hảo. Akira cực kỳ cay cú sau trận thua, một huấn luyện viên quân sự như hắn lại bị đánh bại bởi một học sinh trung học. Hắn muốn trả thù Najisa nhưng đã bị Karasuma tung một cùi trò vỡ alo. Kết quả trận chiến đã chứng minh phương pháp giáo dục của Akira là hoàn toàn vô dụng nên hắn đã bị chủ tịch sa thải. Như vậy Karasuma vẫn sẽ là giáo viên thể dục của lớp E. Sensi đã xây dựng một hồ bơi giữa thiên nhiên để giúp các học sinh lớp E tập bơi. Sau khi thấy được Najisa cởi trần thì các bạn trong lớp mới tin cậu ấy thực sự là con trai. Mọi người lại phát hiện thêm một điểm yếu nữa của Koro Senshi là không biết bơi và rất sợ tiếp xúc với nước. Trong lớp E có một thanh niên đầu gấu tên là Gioma thường hay bày trò phá phách khiến cả lớp rất khó chịu với cậu ta. Lợi dụng điều này, tên hộ vệ của Atona đã dùng một số tiền lớn để mua chuộc Gioma làm việc cho mình. Hắn đưa cho Gioma một khẩu súng và nói rằng đó không phải là súng thật mà chỉ là một công cụ dùng để phát tín hiệu. Thế nhưng Vioma đã bị lừa, thực chất khẩu súng này dùng để kích hoạt quả bom phá hủy bể bơi khiến học sinh lớp E gặp nạn. Mục tiêu của đối phương là muốn Koro Sensei xuống nước để cứu người. Trong nước có chứa chất làm giảm chuyển động nên Sensei sẽ gặp bất lợi trong cuộc chiến với em trai. Hai người lập tức xông vào nhau. Rất nhanh Sensei đã bị yếu thế trước đối thủ vì trong lúc chiến đấu vẫn phải chú ý đến sự an toàn của học sinh. Nhận thấy mình đã bị ăn cú lừa Gioma quyết định quay xe bảo vệ Koro Sensei. Gioma khiêu khích để Aitona tấn công mình sau đó lại dùng chiếc áo đã bị thấm nước để áp chế đối phương. Cuối cùng tất cả học sinh lớp E đều tập trung tạt nước lên người Aitona khiến cho xúc tu của cậu ta cũng bị vô hiệu hóa. Aitona lại một lần nữa thất bại trước anh trai của mình. Anh chàng này là hội trưởng hội học sinh Gakusu và cũng là con trai duy nhất thừa hưởng gen lãnh đạo của chủ tịch Asano. Lần này chủ tịch và con trai của ông ta sẽ dùng mọi cách để đánh bại lớp E trong kỳ thi sắp tới. Ngày hôm nay một vài học sinh của lớp A đã đến thư viện quậy phá không cho các học sinh lớp E có thời gian ôn bài. Tuy nhiên bọn chúng đã lầm vì lớp E giờ đây không còn là lớp phế vật nhất trường nữa mà toàn là sát thủ thích giấu nghỉ. Kế hoạch phá rối gặp thất bại hội trưởng nói với học sinh lớp A không cần phải xoắn. Giống như cha của mình hội trưởng rất có tài trong việc động viên tinh thần của người khác. Lớp E đoán chắc rằng kiểu gì bọn lớp A cũng sẽ dở trò để ngáng chân mọi người. Quả nhiên đến ngày thi nhà trường đột nhiên thông báo vì Ritsu là trí tuệ nhân tạo nên bài thi của cô ấy sẽ nhờ nữ sinh khác làm hộ. Đến thời điểm thi mọi người bắt đầu phát đề cho nhau, trận đấu giữa lớp E và lớp A chính thức được bắt đầu. Thời gian qua tất cả mọi người đều chăm chỉ ôn bài dưới sự hướng dẫn của Koro Sensei. Kết quả là nữ sinh Nakamura của lớp E đã đạt hạng nhất trong môn tiếng Anh. Kanzaki xếp hạng 2 môn tiếng Nhật. Nam sinh Zuma của lớp E xếp hạng nhất môn xã hội học trong khi hội trưởng hội học sinh cũng chỉ xếp ở vị trí thứ hai. Và cuối cùng là Okuda xếp hạng nhất môn khoa học. Từ sau trận thua ở kỳ thi kiểm tra học kỳ lần này lớp E đã thành công báo thù và giành được chiến thắng áp đảo trước lớp A. Nói lớp E là phế vật nhưng đến khi thi lại không bằng điểm người ta. Một pha tự và cực mạnh đến từ vị trí của mấy thanh niên lớp A. Để ăn mừng chiến thắng, toàn bộ học sinh lớp E đã được thưởng một chuyến nghỉ dưỡng tại khu resort ở đảo Okinawa. Mọi người cũng không quên nhiệm vụ ám sát Koro Sensei nên trước khi đi chơi tất cả các học sinh vẫn chăm chỉ tập luyện bắn súng. Sư phụ sát thủ còn tự mình truyền đạt kinh nghiệm cho bọn họ. Muốn ám sát thành công thì nhất định phải ép đối phương vào góc chết sau đó bao vây bằng hỏa lực mới có phần thắng nhận thấy tiềm năng to lớn của Nazisa. Sát thủ sư phụ đã đích thân dạy cậu một bí kỹ ám sát mà chỉ có những sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới mới có thể học được. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng mọi người cũng đã được đi nghỉ mát. Buổi tối các học sinh lớp Ezu Koro đi xem phim, dạp chiếu phim được làm từ một chất liệu cực bền không thể phá hủy. Khi Sensi đi vào dạp chiếu mọi người mới bắt đầu hành động. Vô số học sinh ngoi lên từ dưới nước tạo thành một cái lồng thủy lực bao vây Sensi khiến cho ông thầy không thể chạy trốn bọn họ sử dụng đạn đặc biệt thu hẹp phạm vi di chuyển của ông thầy để xạ thủ bắn tỉa có thể dễ dàng kết liễu mục tiêu tuy nhiên mọi người lại không tính đến khả năng koro sensi còn có một tuyệt chiêu bí mật là cơ chế phòng ngự tuyệt đối lớp vở bên ngoài được kết tinh bởi năng lượng tinh khiết cô động nên koro sensi sẽ trở nên bất khả chiến bại nhưng điểm yếu của tuyệt chiêu này là koro sensi không thể di chuyển và sử dụng sức mạnh trong thời gian 24 tiếng đồng hồ sau khi mọi người trở về khác sạn rất nhiều học sinh của lớp e đột nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi một cách khó hiểu Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi có một số người còn bị ngất và ho ra máu. Lúc này có một kẻ bí ẩn gọi điện đến và nói rằng hắn ta chính là kẻ đã hạ độc học sinh lớp E bằng một loại virus nhân tạo. Để cứu tính mạng của các học sinh lớp E thì mọi người sẽ phải giao nộp Kurosenshi cho hắn ta. Nếu như mọi người dám tiết lộ chuyện này với cảnh sát hoặc đến chậm hơn dự kiến thì hắn ta sẽ tiêu hủy toàn bộ số thuốc giải độc. Nhờ có trí tuệ nhân tạo Jisoo, mọi người đã nhanh chóng quét hình được căn cứ của tên thủ phạm đã hạ độc lớp E. Nơi này là một tòa nhà sang trọng với rất nhiều bảo vệ đứng gác. Karina đã sử dụng mỹ nhân kế thu hút sự chú ý của bọn chúng để tạo cơ hội cho những người còn lại có thể lẻn vào bên trong. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Vì cứu hai học sinh mà Karasuma đã hít phải thuốc mê của hắn ta. Tuy nhiên trước khi mất đi khả năng chiến đấu, Karasuma vẫn thành công tung một cước vào mõm của đối phương. Tuy rằng một tên đã bị hạ nhưng đối phương vẫn còn rất nhiều cao thủ. Ví dụ như thanh niên đang ngồi ăn mì tôm theo phong cách ảo phai phai này. Ở một nơi khác các học sinh lại bị một kẻ lạ mặt chặn đường, lần này Kama sẽ đối đầu với hắn ta. Hai người đều là cao thủ với khả năng cận chiến bá đạo, chiêu thức rất nhanh và mạnh mẽ nhất thời khó phân thắng bại. Do lâu ngày luyện tập thực chiến với giáo viên nên rất nhanh Kama đã có thể xác định được điểm yếu và đánh trúng đối thủ. Hắn ta sử dụng khói độc để đánh lén nhưng không ngờ lại bị phản đam bởi Kama vốn là một chuyên gia chơi mưu hèn kế bẩn. Cuối cùng Kama đã thành công hạ gục đối phương. Kama còn dùng mù tạt và wasabi để hỏi cung đối phương và cái kết phê tới nước nhà. Sau đó, Nazisa bị mọi người bắt cải trang thành con gái sử dụng mỹ nhân kế để điều tra thông tin về khách sạn này. Mọi người nhanh chóng phát hiện có một nhóm người khả nghi đang ở trên tầng thượng. Họ lập tức lên kế hoạch hạ gục hai tên bảo vệ. Hội trường bên trong đã bị chiếm bởi thanh niên mì tôm. Hắn là một thiện xạ có khả năng phát hiện những chuyển động nhỏ nhất. Các học sinh lớp E đã nghĩ ra cách sử dụng ánh sáng từ màn hình điện thoại để đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương hắn tức giận nổ súng nhưng chỉ bắn trúng một hình nhân bằng vải chớp thời cơ một học sinh nhanh chóng bắn rơi khẩu súng trên tay của hắn và thành công khống chế đối phương lúc này mọi người đã tiến vào căn phòng của kẻ chủ mưu họ phát hiện vali chứa thuốc giải đã bị cố định với một quả bom kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện là tên giáo viên thể dục akira từng bị nhà trường học sa thải vì phương pháp giáo dục bạo lực trong lòng akira vẫn còn ghi hận chuyện hắn đã bị thua najiza trong trận đấu lần trước nên bây giờ hắn ta muốn phục thù sau khi hai người bước vào sân đấu, Akira đã cho nổ toàn bộ cầu thang xung quanh để không ai có thể can thiệp vào trận đấu. Akira bắt Narisa phải quỳ xuống xin lỗi hắn và tự nhận mình đã chơi bẩn trong trận đấu giao lúc trước. Vì muốn có được thuốc giải để cứu bạn học nên Narisa đã chấp nhận làm theo những yêu cầu vô lý của Akira. Tuy nhiên sau đó Akira vẫn kích hoạt quả bom phá hủy chiếc vali chứa thuốc giải độc trước mặt tất cả mọi người. Hành động này đã khiến cho Narisa cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thực chất Akira vẫn giữ lại vài liều thuốc giải cuối cùng. Hắn ta bất ngờ xông lên tấn công Nazisa. Một khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ, thì Nazisa cũng không phải là đối thủ của hắn. Akira muốn dùng một con dao để trả mối thù bại trận. Tuy nhiên lúc này ánh mắt của Nazisa lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cậu chợt nhớ lại bí kỹ ám sát của sư phụ sát thủ. Đầu tiên Nazisa khiến cho ánh mắt của Akira tập trung vào vũ khí trên tay mình rồi bất ngờ thả rơi nó. Sau đó cậu nhanh chóng rút vũ khí thứ hai ra và tấn công vào điểm yếu chí mạng của đối phương. Kết quả cuối cùng Nagisa vẫn là người giành chiến thắng. Sau khi có được thuốc giải các học sinh của lớp E đã nhanh chóng bình phục và sẵn sàng cho một năm học mới. Bộ phim đến đây là kết thúc, mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh nhé.